vô chứ trời ơi. Mày khỏi nói, tao cũng mở cửa cha nữa. Ta chuẩn bị đi ngủ rồi, lại kiếm kiếm. Trời ơi, này sướng quá ta. Trời ơi, làm tập vụ cho phòng mạch của bác sĩ mà mày đặt đi ngủ đồ nữa, mệt mày anh quá. Anh ơi, tao chứ ai. Tao tưởng đâu thằng Tuấn. Chờ tao chút nha. Ra đây nói mày nghe nè. Mày sao lâu lắm mày quá. Thằng bạn thân qua mới gặp. Mày còn đi ăn trộm không? Ê, mày chơi bắt dạy mày. Mày hồi nhỏ mày đi ăn trộm tao biết hả? Bỏ lâu rồi. Bỏ đi. Trời ơi, nguyên bộ đồ vàng của nay lịch sự quá. Có dự định gì không? Tao chuẩn bị đi Thái Lan. Gì? Mày đi Thái Lan? Làm gì? Ăn sáng. Ăn sáng? Ừ. Mày đi không? Nổ hả mày? Mày nổ. Ở đợi mày đi rồi đặt ăn sáng Thái Lan. Mày ăn không? Tao đang đói, đừng chọc tao nha. Theo tao. Đi đâu vô đó? Vô ăn mì Thái Lan. Chứ mày nghĩ sao tao ở đợi đi Thái Lan ăn sáng? Đó, mày bây giờ giỡn hoài. Tao bây giờ tao hỏi mày nè. Hỏi. Mấy năm nay mày phụ việc cho bác sĩ mà có học được chút xíu về ngành y của ổng không? Ồ. Ngày nào tao cũng thấy ổng chích. Ờ. Ngày nào cũng thấy ổng ngổ. Ờ. Ghiền. Ghiền. Ghiền hả? Bây giờ ra đường gặp người ta muốn đè xuống chích ghê. Thôi vậy là mày rành lắm rồi phải không? Tao có tiền mở phòng mạch liền. Định bàn với mày chuyện này nè. Ờ. Thấy không? Bây giờ tao nói cho mày nghe. Xích đây. Nói. Không lẽ cuộc đời cứ phụ việc cho ổng hoài. Ừ. Bây giờ phụ việc ở đợ á. Ờ. Bác sĩ ơi. Bây giờ nè. Bác sĩ. Bác sĩ có nhà không? Bác khoan, sĩ mày ơi. Ngưng để tao hỏi ai đây. Ai vậy? Để tao coi. Vợ ổng tao giọt nha. Đấy. Khoan từ từ. Coi con ai. Từ từ. Ai? Theo kiến chiếu hậu tao thấy được rồi. Ai? Bệnh nhân. Bệnh nhân. Bác sĩ về quê 3 ngày không có ở đây. Ai trị cho người ta? Đi vô nhận. Thời cơ đã tới rồi. Lan Lan. Bây giờ ổng không có ở đây phải không? Ừ. Bệnh nhân tới mình cứ khám đi. Ừ. Phải không? Được thì mày mở phòng mạch tao với mày hợp tác làm ăn. Không lẽ cuộc đời mày cứ ở đợi cho ổng hoài sao? Mình phải vươn lên chứ. Tao sẽ làm bác sĩ. Đúng. Mày làm phụ tá. Ok. Tao chết người ta chết, mày ở tù. Ờ. Tao gì? Bậy. Mình chỉ khám thôi. Được không? Được. Khám thôi nha. Ừ. Đừng chích nha. Hả? Vậy mày nói với bệnh nhân, tao là bác sĩ. Rồi, mày là bác sĩ phải không? Ừ. Nè, tao dặn mày nha không? Mặc quần áo ổng vô đàng hoàng nha, nhớ đeo ống nghe vô nữa nha. Mình làm y như thiệt nha, được tao với mày hợp đồng làm ăn. Đã, kiếm mặt bằng khác. Trời ơi, có chuyện làm ăn rồi. Đó. À, bệnh nhân đâu? Mời vô. Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. À, ngồi, bác sĩ ngồi. Bác sĩ. Mời ngồi. Đừng cắn con nha má. Gì vậy? Mày. Mày. Ninh. Bà khùng hả? Trời ơi, đây là cái phòng mạch của người ta mà vô bà la như hàng tôm hàng cá vậy, bị cái gì? Không có, tại em đau quá bác sĩ ơi. Rồi được rồi, đau bình tĩnh, ngồi xuống đây. Dạ. Ngồi xuống. Thấy không? Bình tĩnh nha. Dạ. Tôi nói cho cô biết nè. Một khi mình đau bụng mình mới bước vô tới phòng khám này rồi, bất cứ nặng hay nhẹ gì cũng chết. Hả? Không hết. Tự nhiên bà đứng bà nhe răng bà nhát tôi quýnh tôi nói tầm bậy thấy không? Dạ. Bị cái gì? Dạ em đau bụng bác sĩ. Đau bụng phải không? Dạ. Đau bụng là có chuyện nhỏ thôi. Dạ. Đừng có quan tâm lắm. Dạ. Mà cái tuổi trẻ này hay đau bụng phát hiện rồi. Dạ sao ạ? Có bầu. Trời ơi, chưa có chồng mà có bầu gì cha? Ủa, có chồng mới có bầu hả má? Chứ sao? Sớm tôi nhỏ kia đâu có chồng, tôi thấy nó đẻ hoài kìa. Trời ơi, sớm bác sĩ khác em khác mà. Thôi được rồi, khác gì, cô cứ bình tĩnh ngồi đây. Dạ. Để tôi mời bác sĩ ra khám cho. Ủa, anh phải bác sĩ hả? Cô coi thường tôi quá à. Dạ. Nhìn kỹ đi cái mặt này bác sĩ hả? Chứ mặt này làm gì vậy? Phụ tá. Trời ơi, phụ tá. Mời bác sĩ đi bác sĩ ơi. Đại bác sĩ, bệnh nhân tới. Music. Yêu. Nhạc đó ra. Tan 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 ta ra ra tan 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 ta ra ra tan tan. Trời ngầu quá ta. Tan 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 ta ra ra tan 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 ta ra ra tan. Bệnh nhân đâu? Mày khùng rồi. Mày đi ngang mày không thấy hả? Đâu? Áo đen kìa ba, giống quá. Bác sĩ. Oh yeah. Thấy nữ cái nó ồ về à. Bệnh nhân sao đẹp quá vậy? Xin qua đây. Dạ. Tao biểu mày á. Qua đây.
Cho mượn cái tay bắt mạch coi. Đưa tay bác sĩ bắt mạch. Dạ được chứ. Dạ. Bắt mạch đi bác sĩ. Trời ơi, mạch nằm đâu đây vậy? Mày bắt cái chủ nghiệt không à? Cái mắt mày dòm đây mày bắt ở đây. Rồi mắt mày dòm đây mày bắt ở đâu? Mạch đó mạch thường. Mạch này mới VIP nè. Mạch thường mới VIP phải không? Đau sao? Dạ em bị đau bụng. Đúng rồi bác sĩ. Sao đau? Dạ tại bụng đau. Trời ơi. Đau tại sao? Tại đau bụng. Tại sao đau? Tại bụng đau. Mày à. Hỏi một câu nữa bả không xỉu tao con mày á. Má này cũng rảnh lắm. Hỏi vậy mà cũng trả lời nữa. Trời đất ơi, ông mấy bảo á, ông bác sĩ hay ông bác sĩ? Ê, bả dữ quá mày. Đây là cái phòng mạch của tôi chứ không phải là cái chợ. Dạ, dạ. Không có quyền cãi với phụ tá của tôi. Dạ. Hứa đi. Dạ em xin hứa. Đang đau mà hứa cũng ngựa nữa. Phụ tá, nơi lịch sự. Xin lỗi. Không có nói người ta như vậy nghe chưa? Dạ. Chứ nói làm sao? Bác sĩ chọn. À, đó cũng vừa bà lắm. Bệnh nhân có thể cho bác sĩ biết nguyên do đau từ chỗ nào? Dạ, dạ thưa bác sĩ. Dạ không biết sao kỳ lắm bác sĩ. Sao? Dạ, có lúc thì em không có đau gì hết trơn á, như người bình thường vậy nè đó. Rồi. Đó bây giờ. Đau gì? Đau sao? Đau quá. Dạ, đau, dạ. Đau cái này đau, cái này đau. Ờ rồi nó đau. Dạ, wow, đau quá. Dạ, dạ. Rồi nó nè. Dạ, em đau trên đây nè. Ừ. Dạ. Nó quặn 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 xuống đây. Ồ. Quẹo qua đây, ve gì đây, tẹt vào chỗ này. Bệnh gì bộ vậy ta? Đau gì quá vậy? Dạ. Đau đây. Dạ. Xuống đây. Qua đây tẹt về đây. Biết không? Biết. Dạ sao ạ? Đau chữ T. Chị nào đau đây xuống đây đi luôn, đau chữ Y. Bệnh nhân diễn tả cái bệnh này giống ngã ba ông Tạo á. Trời ơi, thầy bắt được chó. Thằng là gì vậy? Đi có thịt chó trong này. Sao hay cãi với bác sĩ quá. Ngồi xuống. Dạ, bác sĩ nói sao nghe vậy đi. Dạ 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 anh xin lỗi bác sĩ. Vô đây khám hay vô đây gây lộn? Khám thì bây giờ phải khám. Dạ 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 khám bệnh đi bác sĩ. Chuẩn bị bác sĩ khám bệnh kìa. Dạ, dạ. Cam khám bệnh. Đeo vô. Trời ơi, nó học mấy năm trời mà nó không biết. Biết rồi. Bà nội tao. Nghe không? Nghe sao? Nghe nó... Ủa gì kỳ vậy? Cái này là bác sĩ đeo mà. Đúng rồi, bác sĩ đeo. Má cũng rảnh lắm. Người ta đưa má cầm từ những máy giờ chụp răng hả? Trời. Khám. Đưa mà biểu người ta đừng đeo. Khám. Trời ơi. Cái gì la? Mày điên hả mày? Gì điên? Người ta khám vậy nè. Mày làm gì vậy? Ví dụ ôm sát hơn tao. Khám mày ơi. Khám nè. Tăng 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 tăng. Sao rồi bác sĩ? Bác sĩ ơi. Nè. Em bị gì bác sĩ? Bị sao bình bác sĩ? Tĩnh. Dạ, dạ, dạ. Bình tĩnh để bác sĩ trả lời. Dạ, dạ. Bác sĩ làm sao bác sĩ? Ừ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hả? Vậy là sao? Bệnh nhân đã bị viêm màng não ác tính rồi. Trời ơi! Não trên đây khám đây nói viêm não. Đúng. Não con người ta nằm đây. Nhưng trung tâm phát sóng tổng đài nằm đây. Nên khám ở đây ta biết cái não bị ác tính. Cái này trong y học ta gọi là đã biết bé khâm Sissinko Aetroma Skionil. Bảy. Bóng đá ba. Không, sẽ kêu nêu bóng gỗ nữa. Thấy rồi, trời ơi. Gì, có đá banh có cái gì sĩ? Đâu, cái ý của bác sĩ nói là cơ thể của con người giống như sân bóng đá. Ok. Đó. Gì vậy? Đứng lên. Ông bệnh nhân hay tôi là bệnh nhân? Đứng lên đi. Hả? Ủa? Bả bệnh nhân hay bả má vậy? Bác sĩ. Không, em mới la con chút xíu mà nó đau nữa. Bác sĩ ơi, bác sĩ khám giùm em đi.
bác sĩ ơi. Vậy thì ba la hoài đi, cho nó la hoài. Không có ai muốn la nữa đâu bác sĩ ơi. Nói nghe, bây giờ có thể mình cho to được rồi. Đúng rồi. To uống thuốc. Cho to nha. Dạ dạ dạ. Vô chính dưỡng rồi đi. Dạ dạ dạ, cho to đi bác sĩ. Rồi đi. Dạ, dạ. Cho to. Dạ. Món thứ nhất. Để lấy giấy ra đàng hoàng. Được chưa? Rồi, bác sĩ đọc. Món thứ nhất. Món thứ nhất. À chỉ món. À. Không có nghe. Lớn lên. À chỉ món. Nghe rồi. Ghi vô. An con. Mày điếc vừa vừa thôi. Gì điếc? Tao nói A Simon. A Simon. Ok. Oh. Ghi sao? Đồ ngu. Mày quá ngu. Mày ngu quá trời. Không biết hả? Mà hỏi tao sao tao biết? Tao ghi mẹ nó la hắn quả đi. Ê. Trong thuốc đây không có la hắn quả. Chứ gì? Atiso. Atiso. Thuốc Tây có Atiso. Ừ. Cái nào cũng mát hết. Đó. Được. Món thứ hai. Món thứ hai. Viagra. Viagra. 10 viên. Trời ơi. Ngày uống 2 lần. Lần uống 5 viên. Trời ơi. Nhiều cười. Ba ơi ba. Gì? Cái tướng cỡ con nè. Một viên là muốn vô chuồng ngựa chạy vòng vòng rồi. 5 viên là sao chịu nổi? 5 viên vô sân đá banh chạy. Ngươi tao mệt mày quá. Khoan 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 bác sĩ ơi. Gì? Dạ dạ em hay bị mất ngủ nữa bác sĩ. Bà này mệt quá. Dạ dạ dạ. Mất ngủ bao lâu rồi? Dạ lâu rồi. Không biết sao kỳ lắm. Từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya em ngủ hoài mà không có được. Mất ngủ. Dạ. Từ 12 giờ khuya em ngủ tới 12 giờ trưa. Được. Ừ. Trời ơi dư rồi bà ơi. Không. Cái này tao không gọi là dư. Dạ đúng rồi. Lố rồi bà nội. Có thường thường em ngủ tới 5 giờ chiều mới dậy không à. Trời ơi, con gái 5 giờ chiều mới ngủ dậy hả? Dạ. Mất ngủ kinh niên. Dạ dạ đúng rồi đó. Ghi vô. Cho thuốc. Valium loại nặng. Valium loại nặng. Một thùng. Một thùng. Ngày uống lần. Ngày uống lần. Lần uống thùng. Tôi ngủ vòng thùng chết à. Hedoken thùng tôi uống tôi có chết không? Cái này là tôi ngủ chết. Không có chết. Hả? Ngủ lần cho nó đã. Mệt bà quá. Sao khoái cãi quá à. Nãy giờ bà cãi nhiều quá rồi. Đừng bao giờ cãi với bác sĩ. Nóng rồi. Ờ. Tại vì bản thân của bác sĩ là chủ trại hòm. Ok. Không. Ông chủ trại hòm hãy tới đây khám. Ok. Ông đâu rồi? Chết rồi. Trời ơi. Okay. Chết rồi hả? Ờ, không phải. Ông bị đụng xe chết. Không phải khám để chết. Tự nhiên bà hỏi tùm lum tà la. Tôi nói tầm bậy hết thấy không? Dạ, tính tiền. Dạ dạ tính tiền. Ra đây tính tiền nè. Dạ dạ nhiêu tiền đẻ lên. Thấy cô tại giờ tội nghiệp quá bớt cho nha. Dạ dạ cảm ơn bác sĩ. 2.3 triệu. Dạ đưa em thuốc luôn bác sĩ. Cầm này ra ngoài mua ở đây làm gì có thuốc. Tại giấy ghi có mấy chữ mà 2.3 triệu dữ vậy. Dễ ghi quá ha. Chúng tôi xin thông báo từ ngày khai trương cái phòng mạch tới hôm nay chỉ được có 2.3 triệu. Ờ. Chưa lãnh. nhưng mà uống thuốc này hết được không? Bác sĩ cho uống là phải hết. Gì hả? Hết thì nhiều cũng được. Ừ. Ê khoan 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 bác sĩ ơi. Gì nữa? Hôm nay sao cái răng em nó bị đau quá à? Sẵn bác sĩ coi giùm em luôn đi bác sĩ. Ra nha khoa làm bà ơi. Sẵn coi giùm em luôn, coi giùm thôi à. Rồi. Ngồi đi. Ra đây nè. Rồi 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 ngồi 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 ngồi. Dạ dạ dạ. Quá. Dạ 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 cảm ơn bác sĩ. Mở cái miệng ra. Mở miệng ra hả bác sĩ? Mở cái miệng ra. Mày điên hả mày? Gì? Tao khám răng hay tao bơm môi? Vậy bà còn dán đưa cái mổ trên ra chi dưỡng nữa. Nè, đó. Thôi ngồi bà mỏ bà. Để cái mỏ trên vô chứ. Ờ, đó vậy đó. Mày thấy không? Gì rồi, thấy không? Mày thấy, thấy rồi mới thấy nè. Trời ơi. Thư Nguyên Hàm. Hả? Nhổ. Làm sao? Lấy thuốc tê. Thuốc tê hả? Để trọng á. Nhổ luôn hả bác sĩ? Trời đất ơi thì hư cái răng tao nhổ cái răng. Không lẽ hư cái răng tao nhổ cái lỗ mũi. Bà này tôi mệt. An tâm tôi sẽ lấy thuốc tê thoa cái nhẹ cái đó hết liền. Cái thuốc tê của người ta là... Ê, sao mày không lấy cái nhỏ? Không có cái tủ khóa rồi. Tao thấy cái này trong thùng đồ sửa xe hơn. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Cái này ông để dành chích ngựa đó con.
Bây giờ mình đừng có chích, mình có biết gì đâu, chích đâu có thuốc tê đâu chích. Bây giờ tao nói mày nghe nè, mày làm bộ mày đem cái ống chích này ra mày hù để cho bà sợ thôi. Vậy mày đưa cái mặt qua đây cho bà thấy cái kia này bà sợ coi. À, bệnh nhân chết nha, chuẩn bị chết nha. Dạ. Bệnh nhân. À. Ê, bà sắp xỉu rồi, bà sắp xỉu. Xỉu. Bà sắp xỉu rồi. Bình tĩnh. Xỉu. Đó là cái gì? Cái kim chứ cái gì? Kim chích. Ngồi im. Cái kim đó. Im. Ôi, bác sĩ, dạ. Im, bác sĩ chết. Dạ. Là bác sĩ Phóng. Dạ. Im vô. Mày kéo cái bàn, mày ngồi chứ, đứt chân chích giữa cho tao. Để bà dãy vụa gãy cây kim. Ngồi im. Trời ơi. Thôi. Im không? Dạ. Bà khoái lãi nhảy mày. Mày bốc mở. Lít rồi. Thằng ơi. Mày đâm sao mà tự nhiên phải giật con kìa. Ê, coi được. Bình tĩnh, chưa sao đâu. Ê, bà có chết luôn đó nha. Không sao, mày nhổ răng luôn cho tao. Nhổ được không? Được, mày cứ nhổ lại đi, không có sao đâu. Sao bà giật dữ rồi, thấy ghê quá. Không có đâu mà, trời ơi, mày đưa đây nó giật giật cái lọt cuốn họng bà tiêu luôn bây giờ. Mày mở cái miệng bà ra. Hả miệng ra. Che bớt kìa, cái ghê quá. Được chưa? 1, 2, 3, dừng. Đợi tao nhắm mắt đã. 1, 2, 3, dừng. Cái thằng cái răng động thấy tao giống cái nướng quá vậy mày. Cái lưỡi. Trời ơi, đứng lại. Mày bỏ trốn người ta chết mày ở tù. Trời sao mày biểu tao làm bác sĩ mày chịu trách nhiệm. Tao đâu có ngu chịu trách nhiệm một mình tao. Bây giờ bà vậy còn sao? Sao làm sao? Bây giờ tao thấy mày phải đưa đi vô bệnh viện liền. Sao tao đưa đi chứ? Tao phải đưa vô bệnh viện chứ để cứu người ta. Mày bỏ đi như vậy lương tâm mày đâu? Lương tâm tao chó gặm rồi. Trời giờ này còn giỡn nữa. Còn cứu kịp không? Còn kịp. Bà còn thở. Đem bà vô bệnh viện liền. Đưa vô bệnh viện liền. Được không? Được. Ai trả tiền? Tao gửi tiền xe tính sao. Đưa đi liền. 1, 2, 3, xin nguyên đi.